Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube đồ gỗ hiền lành vâng mai ngày 18 tháng 1 năm 2021 cơ sở đồ gỗ đồ Thờ hiền lành làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng các cái bộ mẫu sản phẩm nói về hoành phi cô đối trong chuỗi video đồ thờ cúng tâm linh cơ sở cập nhật liên tục các cái mẫu mã mới nhất trên màn hình các bạn đang xem là các cái tấm ván đã được các cái người thợ đục tay của chúng tôi đục các cái bức hoành phi và bên trong có lòng một bức cuốn thư và được chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Trong video clip trước thì cơ sở đã giới thiệu rất nhiều các cái bộ sản phẩm từ làm làm từ chất liệu gỗ gụ Lào. Thì hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ đó là bộ sản phẩm làm từ chất liệu gỗ hương đá, gỗ hương nhập khẩu từ Nam Phi và gỗ hương đá này thì khác với dòng gỗ hương đỏ hương huyết hay còn gọi là gỗ hương ba đúc gỗ hương đá này giá thành nó sẽ cao hơn giá thành của bộ sản phẩm gỗ gụ và cao hơn rất nhiều so với sản phẩm đó là gỗ hương ba đúc cùng là tên gọi là gỗ hương và video trước tôi cũng có làm đó là giới thiệu quy cách cách phân biệt giữa hai chất liệu gỗ để cho quý khách không bị nhầm Bức Hoành phi lồng cuốn thư này được chạm ba chữ đó là Đức Lưu Quang. Bộ ba Đức Lưu Quang này được sử dụng tới 99% trên cái thị trường đồ thờ cúng tâm linh. Nhà ai cũng có thể dùng được. Ý nói là những người tổ tiên của chúng ta đi trước có cái đức độ thì tỏa sáng và được lưu truyền mãi về cho con cháu ở sau này. Đó là bộ bài ý nghĩa của chữ Đức Lưu Quang và bên cạnh các cái mẫu chữ đức lưu quang thì quý khách có thể thay đổi đó là ba chữ phúc mãn đường hay là phúc uh, hay là phụ gia tiên Phụng tổ đường thì đều được uh, thay vào trong cái chiếc cuốn thư này đó là do yêu cầu thì cơ sở đồ gỗ hiền Lành là cơ sở làm trực tiếp không qua trung gian trên mình các bạn đang xem tổng thể đó là bốn tấm ván cơ sở vừa với uh, thi công đục xong thì sẽ phơi khô kháo và sau đó sẽ lắp vào các cái bộ khuôn chúng tôi đã để sẵn hiện nay cơ sở có hơn 100 thợ đục đục liên tục và Tết này thì chúng tôi sẽ làm tới 28 âm lịch mới nghỉ Tết làm cho tất cả các cái đơn đặt hàng đã đặt hàng từ tháng 10 tháng 11 âm và hẹn giao cuối ngày cuối cùng đó là ngày 28 âm lịch cơ sở bàn giao rất nhiều các cái bộ sản phẩm đẹp thép vàng Đài Loan cũng như dát vàng 4 con 9 ở trên uh, YouTube rất nhiều quý khách có thể xem thêm và các cái tấm ván này cũng có các cái độ dày kích thước khác nhau bốn tấm ván này thì hai tấm là dày 2.5 và hai tấm là dày 3 chấm tức là 3 cm và có hai kích cỡ khác nhau dài 1m97 và 2m17 dài 1m97 nó vào cung tài vượng và 2m17 nó vào cung tài lộc bên cạnh các cái kích cỡ dài thì cơ sở còn các cái kích cỡ ngắn hơn như 1m53 đó là lục hợp 1m55 tiến bảo tài đức và 1m75 nó thuộc cung thiên khổ rất nhiều kích thước cho quý khách lựa chọn quý khách nên đặt hàng sớm để có thể được các cái bộ mẫu mã ưng ý nhất quý khách nếu đăng ký kênh đồ gỗ hiền lanh để có thể xem thêm được các cái sản phẩm hoành phi câu đối mới nhất cũng như là bán chạy nhất và đầu gỗ hiền lanh cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã bỏ bớt chút thời gian theo dõi các video